Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, ngày 7 tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên khởi công dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, giao DT378 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 28,1 km, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, hướng tuyến nhánh chính bám theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến. Liên danh các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vina Delta, Công ty Cổ phần Lizen, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hàng không 647. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đoạn qua địa bàn huyện Ân Thi có chiều dài khoảng 13,85 km, đi qua 7 xã gồm Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Đa Lộc, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ. Diện tích cần phải giải phóng mặt bằng là 84 ha, trong đó đất lúa 63 ha, đất ở 2,5 ha. Tại huyện Phù Cừ, dự án đi qua có chiều dài 11,55 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 63,9 ha. Trong đó đất lúa 39,1 ha, đất ở 3,2 ha, đất nuôi trồng thủy sản trên 2 ha, đất nghĩa trang 0,8 ha, đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý 19,3 ha. Dự án Tân Phúc - Võng Phan đi qua địa bàn huyện Tiên Lữ khoảng 4,5 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 27 ha của 206 hộ gia đình. Trong đó đất lúa 17,8 ha, đất ở 1,9 ha, đất nghĩa trang 0,3 ha, đất khác 7 ha. Tổng diện tích đã thu hồi 24,9 ha trên 27 ha, đạt khoảng 92,4%. Thời gian qua, các huyện có dự án đi qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, xây dựng lịch trình kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng đường bên đoạn km 19 640 giao quốc lộ 38B đến km 24 240 giao quốc lộ 39 tiếp giáp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đoạn qua thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư 630 tỷ đồng. Hiện tại gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình có giá 448,31 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu vào 9 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2024. Dự án có tổng chiều dài tuyến 9,2 km, mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện toàn bộ tuyến đường bên của đường bộ nối hai cao tốc, nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, thuận lợi trong giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đồng thời hoàn thiện quy hoạch giao thông khu Đại học Phố Hiến. Sở Xây dựng Hưng Yên vừa cho phép hai dự án khu đô thị sinh thái Dream City Vinhome Ocean Park 2 và khu đô thị Đại An Vinhome Ocean Park 3 được phép bán nhà cho cá nhân tổ chức nước ngoài. Số lượng nhà riêng lẻ đối tượng này được sở hữu tại mỗi dự án là 250 căn, còn căn hộ chung cư là không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà hoặc tòa nhà. Đến hết ngày 29 tháng 6, cá nhân tổ chức nước ngoài chưa mua, thuê bất động sản nào tại hai dự án này. Nằm tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên, Vinhome Ocean Park 2 được mở bán từ cuối tháng 4 năm 2022 với khoảng 14.000 sản phẩm, bao gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà liền kề, shop house, căn hộ. Còn Vinhome Ocean Park 3 nằm thuộc địa phận hai huyện Văn Lâm và Văn Giang, có quy mô khoảng 294 ha. Theo luật nhà ở hiện hành, người nước ngoài được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được gia thêm theo quy định của chính phủ nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, luật nhà ở và đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã quy định rõ hơn về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài sau khi hết 50 năm có thể gia hạn thêm một lần, tối đa 50 năm. Như vậy, người nước ngoài sắp tới có thể sở hữu nhà ở đến 100 năm.